nó liên quan tới giải phẫu bệnh lý á mà trời Mà cái phần giải phẫu bệnh đó nó khó Tụi em thi giải phẫu bệnh em biết rồi Mà sau mươi mốt mà em có học sau đại học Em cũng sẽ dính cái môn đó Mà những cái gì mà nó liên quan tới tế bào học Thì nó 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 cứ phải đọc những cái hình ảnh tế bào này như thế nào tế bào kia như thế nào để em có thể phân biệt được lành tính ác tính nó, nó phức tạp mà cái này á lại tụi em lại còn dính tới cái lép của làm báp hồi y bốn á mà đâu có nhớ gì trong đầu đâu ở đây ai đặt được mỏ vịt rồi thấy không trời ơi dơ cao chi có một mình nó hà em tự tin em đặt được cái mỏ vịt không phải là đặt vô mà đặt vô phải thấy được cái cổ tư cung kìa còn nhét vô ai cũng nhét được đâu có đặt được đâu tại vì tụi em đi trực á tụi em ký tên xong tụi em về tụi em ra phòng khám á tụi em đưa cái tờ giấy giới thiệu cho chị xong chị chia phòng á chị quay vô là tụi em cũng quay ra hả Ô tụi em nghe được không? Kêu nó vô đây học đi. <laughs> Nhà ráng chịu chứ sao giờ? Rồi, bắt đầu nha. Bài đầu tiên. Rồi, bắt bia. Các bạn nào biết bát viết tắt của chị gì không? Hả? đúng rồi tên của một cái ông mà ông mới phát hiện ông mới à, đề nghị làm một cái thủ thuật ở trên người bệnh để mà ông mới có thể tầm soát được cái bệnh lý về cổ tử cung thì khi mình học cái bài này mình sẽ phải lược sơ một chút xíu về giải phẫu học của cái cổ tử cung rồi mình sẽ phải nắm được cái bát này nó là gì mục đích để làm gì khi nào mình làm được mình sẽ làm như thế nào, mình cần những dụng cụ gì, bệnh nhân phải đủ điều kiện gì để được làm. Và sau khi làm thì tụi em phải đọc được kết quả. Ở Y6 á, là tụi em phải nhận biết được kết quả bác bất thường và cái hướng xử trí của bác nữa. Chứ không phải chỉ dừng lại ở cái cho chỉ định làm rồi thôi. ha Rồi, mục tiêu của bài giảng ha. Y, y 6 của mình nó là cái mục tiêu số 5, số 6 là hai cái mục tiêu quan trọng. Còn bốn cái đầu tiên là của Y 4 mình bỏ cái đầu tiên chịu không 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 đi học không phải vô học chứ gì cũng không rồi xét nghiệm tế bào học ha ba Nikola ông này ông, ông tìm ra cái phương pháp này lâu lắm rồi hơn cả 100 năm về trước là ông ấy đã tìm ra cái phương pháp tức là ông ấy tìm cái cách để mà ông lấy được cái tế bào của cái cổ tử cung và ông đọc cái tế bào đó xem cái tế bào đó là gì cấu tạo của cổ tử cung gồm những lớp tế bào nào tụi em nhớ không hỏi vậy thôi chưa biết rồi mục đích là để tầm soát ha vậy thì khi nào á mình sẽ làm cái xét nghiệm bát này nghiệm báp này ở bên châu Âu và bên châu Mỹ đặc biệt là nước Mỹ và Canada thì cái chỉ định làm của người ta rất là rộng rãi người ta không có chỉ định không có cái 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 chỉ định mà nó rườm rà như mình đâu và một số nước châu Á như mình đâu người ta chỉ có một dòng thôi phụ nữ sau 21 tuổi chấm hết là người ta làm thường quy 21 tuổi là làm 21 tuổi là làm nhưng mà cái dân châu Á của mình đặc biệt là người phương Đông và ở nước mình ha thì người phụ nữ phải có gia đình hoặc có quan hệ tình dục rồi thì mới làm bác. Cái đó nó liên quan tới một số vấn đề về luật pháp, về pháp lý. Tuy nhiên là người ta khuyến cáo rằng sau lần quan hệ đầu tiên thì tụi em nên làm tầm soát ung thư cổ tử cung. Nhớ đi làm nha. Hoặc là khi mà người ta có gia đình. Còn ở nước này là sau 21 tuổi. Tới khám là làm. Hoặc là làm sao? Có những người á, là người ta uh, đi khám. Và tình cờ người ta có những cái vấn đề về uh, cổ tử cung. Ví dụ như người ta cứ bị ra huyết trắng hoài. Đặc biệt là những người mà uh, sư cô nè. Ni cô nè. Hoặc những người mà người ta tu á thì thường người ta không khám phụ khoa mấy em mấy, mấy cô đó là không có bao giờ đi khám phụ khoa chỉ khi mà cơ thể người ta có những dấu hiệu báo động á lúc đó người ta mới đi khám Rồi, mình sẽ nói từ từ tới cái chuyện đó Bởi vì khi tụi em đi lâm sàng Tụi em sẽ gặp những cái tình huống như vậy Và có thể mình sẽ rơi vô Cái cái chuyện là mình sẽ là phải là người ngồi Để tư vấn những cái ca đó Để làm những cái xét nghiệm này ha. Rồi Vậy thì mình sẽ làm ở đối tượng nào chị sẽ cho tụi em coi một số cái chỉ định về đối tượng khác nhau ở những khu vực mà chị vừa mới nói ha. Thì chị đã tóm tắt ở trên cái bảng này rồi. Cái này mình có thể thấy ở trong cái cuốn a cốc hoặc là em em xem cái cuốn hướng dẫn chuẩn quốc gia của mình đó nó được dịch ra tiếng Việt. Ở đây các bạn nào biết tiếng Pháp không? Ở đây bạn nào học tiếng Pháp? Đâu ai? Ai học tiếng Pháp giơ tay lên coi. Em đứng lên đọc cái bảng này cho chị coi cột đầu tiên. Đúng rồi, mà nó tiếng Pháp nó còn đọc được tiếng Anh, lẽ tiếng Anh không đọc được. Đúng rồi, cái ô nè, khi nào mà làm bác từ năm 2004 nè. Em học tiếng Pháp á hả? Ờ, à, em có bằng gì rồi? B2. À. Rồi đọc đi, đọc thử thôi. Còn những đứa còn lại là nghiễm nhiên là biết nha, nó tiếng Pháp á chứ gì nữa chứ ta cho tụi bay tiếng anh đọc tiếng anh là chuyện coi thường các em quá ta phải nhờ một đứa tiếng pháp đọc một cái bản bằng tiếng anh chứ còn nếu bản này tiếng pháp thì chị sẽ nhờ tụi em đọc rồi ờ, mình tô cái chữ màu vàng nó hơi khó ha ok rồi sao đúng rồi rồi cái này là lúc nãy chị nói rồi ha ở nước này là người ta quy định mà cái mà những cái khuyến cáo này là người ta đã có từ rất lâu về trước rồi ha ví dụ như em thấy là từ những cái năm 2000 2004 2003 là người ta đã đưa ra những cái khuyến cáo về cái chuyện mà làm tầm soát ung thư cổ tử cung rồi có bạn biết là cái ung thư cổ tử cung là một ung thư ở phụ nữ đứng thứ mấy trên thế giới không đầu tiên là giỏi dữ vậy luôn sao nói dữ vậy sao nói mạnh quá vậy đi ông bú chưa rồi nó xếp hàng thứ hai hàng thứ ba nha mấy em sau cái ung thư vú á, là cái ung thư của cổ tử cung cho nên là người ta sàng lọc cái xét nghiệm này và từ khi mà có cái xét nghiệm này nó làm cái chuyện mà mình phát hiện ra cái ung thư cổ tử cung ở những giai đoạn rất là sớm và tiên lượng của người ta rất là tốt chính vì lý do đó mà cái tỷ lệ mà phát hiện ung thư thứ hai thứ ba đâu nó ở cái top dưới cơ thứ bảy thứ tám tại vì người ta không phát hiện được chứ không phải là nó không có và càng về sau này thì cái yếu tố nguy cơ và những cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý này người ta được rất nhiều, ha người ta có những biện pháp phòng ngừa tỷ lệ mới giảm dần xuống, hồi xưa là nó ứng hàng cao, bây giờ khoảng thứ ba thứ tư thôi rồi, ha mình đọc mình mình biết ha hiệp hội ung thư là hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ nè vân vân là tất cả người ta đều khuyến cáo gần như là sau từ cái mốc 21 tuổi là người ta đã làm, tại vì ở cái phương Tây á, đa số ở tuổi đó là mấy bạn đó đã có những cái quan hệ tình dục rồi và nó có yếu tố nguy cơ và người ta đã khuyến cáo là làm hết cho dù có hay không có quan hệ người ta vẫn khuyến cáo là làm xét nghiệm bóp này, người ta đều vẫn đặt một cái van vô và người ta lấy cái tế bào. Rồi cái vấn đề thứ hai mình cần phải lưu ý ở đây á là mình sẽ làm cái xét nghiệm tầm soát ung thư này cho tới bao nhiêu tuổi ha bao nhiêu thì ngưng có thể làm tới lúc mà người ta chết được ha mấy em phải có cái tuổi để ngưng vậy thì sau bao lâu thì mình sẽ ngưng cái độ tuổi đó là bao lâu và mình sẽ làm cái xét nghiệm này với tần số là bao lâu một lần 6 tháng hay một năm hay ba năm vân vân ha để mình hỏi ví dụ như là người ta phát hiện ra có bất thường về tế bào học thì mình sẽ có cái hướng theo dõi gì mình sẽ làm với lại cái tần suất như thế nào và tại sao lại là cái con số đó mà không theo dõi gần hơn không theo dõi mỗi tháng không theo dõi mỗi tuần hay không theo dõi mỗi quý mà cứ phải mỗi năm ví dụ vậy rồi bạn nào học tiếng pháp nữa dịch cái cột thứ hai ra nghe coi lớp này học tiếng pháp ít vậy hả vậy coi như là tụi em hiểu hết nha khỏi cần đọc khỏi cần dịch về nhà mình tự xem ha chị nói sơ sơ thôi thì cái mốc tuổi mà mình sẽ ngưng thường là ở độ tuổi theo khuyến cáo là vậy tới năm tuổi là người ta sẽ không làm nữa tại sao sao vậy 65 tuổi là kiểu như là bỏ đi rồi hả không cần phải theo dõi không cần phải gì hết nữa hả hay sao lý do gì lấy 65 hả hết yếu tố nguy cơ ý là chồng chết rồi hả thấy gì một phần là vậy ha tức là cái mà để người ta phát hiện ra bệnh và cái mà người ta theo dõi nó cái lợi ích của nó đem lại không có nhiều như trong cái độ tuổi em hoạt động tình dục nữa cái độ tuổi mà 65 tuổi là là cái độ tuổi người ta gọi là tuổi già rồi có nghĩa là cái bệnh lý nếu như em phát hiện ra ở độ tuổi đó đó thì cái hướng xử trí nó cũng không có khác gì khi mà mình phát hiện trong những giai đoạn sớm hơn cả và một phần đó là những cái yếu tố nguy cơ giống như bạn mình nói đó, nó gần như là nó đã giảm rất là nhiều người ta đã bị theo nó không có còn yếu tố thuận lợi để mà gây ra viêm nhiễm nó có rất nhiều yếu tố nguy cơ chút xíu nữa mình sẽ nói lại ha và mình sẽ nhắc luôn về cái là mình sẽ à, làm cái tần suất bao lâu mình theo dõi như thế nào chút xíu nữa khi mà mình học nhiều rồi mình mình nói đến cái phần này nó sẽ dễ hơn tuy nhiên để mấy bạn hình dung ra cái độ tuổi bắt đầu làm ở nước người ta là như vậy tuy nhiên ở nước mình nó sẽ có một số cái thay đổi linh động ha tùy theo từng vùng từng quốc gia ở nước mình là sẽ sau cái lần quan hệ đầu tiên thì em tới em khám một cái cô khám phụ khoa mặc dù chưa có gia đình nhưng mà em vẫn phải hỏi để em tư vấn cái chuyện này. Bây giờ nó có thêm một cái mới hơn chút xíu đó là cái vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung ha, và mình có tư vấn về cái vấn đề đó tuổi tụi em là còn đang chích được cả nam luôn á chứ không phải chỉ nữ. Rồi mình qua ha. này tụi em nghe tiếng được tiếng mất có tụi em còn khó nghe hơn, lúc được lúc không. rồi, vậy thì khi nào mình làm bác này được? Đầu tiên là cái âm đạo của người ta phải không có huyết đã, giống như em làm giả phẫu bệnh thôi. Ha? khi mà em đọc trên một cái lam mà nó toàn tới đầu hồng cầu thì những cái tế bào của biểu mô nó bị che lấp mất mình sẽ không đọc được. <laughs> mình không đọc được bất thường. Cho nên là cô đó là phải sạch kinh. Có nghĩa là nếu như cổ đang trong chu kỳ kinh là mình không đặt được. <laughs> mình phải hỏi được cái chu kỳ kinh cuối ha và mình phải làm khi mà nhất là cô này không phải trong kỳ kinh phải sạch kinh. Thứ hai là người ta không có dùng thuốc ha, không có quan hệ trong cái thời gian ít nhất là 48 giờ đồng hồ. Nó không có còn thuốc ở trong đó, không có một cái dịch tiết gì bất thường ở trong đó cả thì mình mới làm cái xét nghiệm này chính xác được, mình mới lấy cái tế bào chính xác được ha. Nên mình phải hỏi, mình phải hỏi tình trạng ví dụ như tụi em đi thi hồi y4, tụi em có thi tụi em cũng biết rồi. Khi mình chạy bàn, chạy xuống dưới làm cái bát xong rồi cầm cái cổ tử cung lên cái cổ tử cung ở trên mỗi bàn thi á, em, tụi em nhớ không trời ơi thi xong rồi rớt rớt rồi thi lại thi lại rồi thi vét mà vẫn không nhớ nó có cái cục máu nè hoặc nó đang bị viêm nè nó rỉ mũ nè hoặc nó có những cái nang đang chảy mũ vân vân là mình không có làm được ha mình phải điều trị nội khoa trước và sau khi điều trị nội khoa thì cái ngày cố điều trị ví dụ dùng thuốc đặc thì ít nhất phải hẹn cô 3 ngày sau mới tới làm bát được và trong 3 ngày đó là cũng phải kiên không quan hệ ha không có dùng thuốc rửa không có thục rửa trong ông đạo không đặt thuốc không quan hệ vân vân thì mình làm cái xét nghiệm này mới chính xác có một cái nữa mà ở trong này không có nói bạn nào biết không có một cái nữa không biết luôn sao Ờ à, nói đi em vậy hả? Tại sao vậy? Tại sao có thai không làm được? Mình không có đưa vật lạ gì vô hết á. Mình chỉ lấy tế bào ra. Chứ mình không có đưa vật đạo, vật lạ vô trong đó. Có thai ở nước mình ha. Và một số nước trong khu vực châu Á của mình chị không chắc nhưng mà riêng ở nước mình chỉ là chống chỉ định tương đối thôi ở nước ngoài là người ta làm thường quy báp trong 3 tháng đầu của thai kỳ bắt buộc làm tại vì người ta mang thai tới 9 tháng lận tụi em người ta mang thai tới 9 tháng ha xong rồi người ta sanh cái thời gian hậu thản, sản đó là gần một năm rồi cho nên trước khi mà trong 3 tháng đầu trước trong cái quá trình mang thai là người ta sẽ có một lần người ta làm bát Người ta có thể làm ở cuối tam cá nguyệt thứ nhất hoặc đầu tam cá nguyệt thứ hai. Tuy nhiên tại sao nó chống chỉ định tương đối, chống chỉ định tương đối là như vậy nè. Cái cổ tử cung khi mà có thai á, thì thường sao nó sẽ mềm hơn, nó tăng sinh mạch máu và nó dễ bị chảy máu. Nên khi mà em dùng cái que bắp để em lấy á, nó sẽ dễ làm cho cổ tử cung người ta chảy máu. Mà khi mà người đang mang thai mà chảy máu là người ta sẽ lo người ta đổi thừa hoặc chẳng may mà cái phôi thai nó có vấn đề tuần sau vô siêu âm thấy thai ngưng tiến triển nó là rồi đó do bác sĩ đó làm cái xét nghiệm đó cho nên thường người ta hạn chế chống chỉ định tương đối là như vậy ta sẽ khuyến cáo là làm trước khi mà người ta dự định có thai còn khi có thai rồi thì thôi người ta sẽ khuyến cáo làm trong thời gian hậu sản 6 tuần trong hậu sản là người ta sẽ làm Chứ ở nước ngoài là người ta vẫn làm Cái đó không phải là chống chỉ định của làm bát Mà thường thì cổ tử cung mà đang viêm nhiễm Nó mới dễ chảy máu tụi em Chứ còn nếu như bình thường thì Cũng không phải có thai mà đụng vô một cái chảy máu đâu Không có đâu nghe ha Có một cái mà Mình không có nói Ở trong đây á mấy bạn Đó là khi mà người ta đi khám phụ khoa Thường là tụi em sẽ khám bằng găng, có gel bôi trơn hoặc là em cho sẵn cho cho cái cô bệnh nhân đó đi siêu âm thì mình phải làm swab trước khi tụi em thăm khám bằng tay hoặc tụi em cho cái cô bệnh nhân đã đi siêu âm bởi vì cái gel đó đó ha, khi mà nó bao ở trên cái cổ tử cung thì em sẽ không lấy tế bào được. Đó là cái điều kiện để làm ha. Mà nhiều khi dạy không có ghi, nhưng mà khi trắc nghiệm hỏi, hỏi thì không biết. được chưa rồi vậy thì bây giờ mình sẽ nói về cách, cái cách thực hiện bát này ha này là bốn tụi em cũng đã học hết rồi cái bài này mình sẽ nói về bát À, về cái chỉ định làm báp Báp là gì, cách làm như thế nào Thực hiện như thế nào Một chút xíu nữa tiết sau đó, là mình sẽ học lại Về cái cấu trúc giải phẫu của cổ tử cung Từng lớp tế bào như thế nào Và cái thay đổi tế bào học của cổ tử cung như thế nào Và một số cái bệnh lý tân sinh um, Bệnh lý ác tính của cổ tử cung ha. Nó khó lắm Tại vì nó khô dữ lắm tụi em Nó nhắc toàn là những cái Về giải phẫu, giải phẫu bệnh không hà có cái này là nó còn liên quan tới skill thì nó còn dễ nè. Rồi dụng cụ. Y như các khoa bình thường thôi. Ha. Trong này thiếu gì không? Trong này thiếu gì? Cái này là bát cổ điển. Cái này là bát Papa Nicolaua nè. Là của cái ông mà ông mới tìm ra cái phương pháp mà để lấy tế bào của cổ tư cung đây là cổ điển tụi em thi là cổ điển giờ mày làm mà thiếu cái gì trong những cái dụng cụ này thiếu cái gì cho em đủ nhiêu đây em làm được chưa đừng nói thiếu cô bệnh nhân nha đương nhiên phải có bệnh nhân nha thiếu cái gì mấy bạn cái dụng cụ mà chị đưa ra ở đây nè thiếu cái gì bàn khám đèn khám mỏ vịt que bắp hoa que a à, ha rồi lam rồi dung dịch cố định rồi à, biết chị biết chị làm gì tên lên lam Chỉ tên lên lam thôi nó thiếu cái phiếu chỉ định của làm bắp á ha ghi lên lam lam thì có thể sử dụng một lam hoặc hai lam ngoài cổ nha mấy bạn và găng mình sử dụng là găng gì Sạch hay vô khuẩn? Sao không lấy khăn vô khuẩn mà dùng găng sạch? Rồi chút xíu nữa có khám không? Hả? Chút xíu nữa em có khám không? Sao ngơ ngác vậy mấy bạn? Y4 học rồi mà giờ hỏi lại găng sạch hay vô khuẩn mà ngồi cười. Nhìn nhau cười. Trời ơi! Nếu như mà chỉ làm bác không, mình dùng khăn sạch được tại mình có đụng chạm gì vô trong cấu trúc của cái phần âm đạo cả. Nhưng nếu mà sau đó tụi em thăm khám là tụi em phải thay bằng đôi găng vô khuẩn ha. Tụi em có thể thay một chiếc găng vô khuẩn để em khám cho cái cô bệnh nhân này. Cái này thì đầy đủ rồi, quy trình làm như thế nào tụi em cũng biết rồi ha, còn không biết hỏi tụi y4 nha. Đây, cấu trúc cổ tử cung có bạn nào không biết không? trong cuốn sách giải phẫu chỉ cắt ra thôi không có gì hết á về nhà đọc lại cái cuốn frank Netter đó là cũng thấy rồi rồi cái cách lấy bát ha đầu tiên là mình đặt cái mỏ vịt vô cái này là lát cắt cắt đúng rồi Đang biết cắt dọc không tụi em thi còn thi giải phẫu nữa đó nha rồi mình thấy ha cái mỏ vịt em đặt vô là như vậy á cái ngàm cái ngàm trên của mỏ vịt là nó ở cùng đồ trên ngàm dưới là ở cùng đồ dưới ha nó sẽ bộc lộ cái cổ tử cung và cái cổ tử cung đó là là phải đập vội nhìn hết tất cả cái vòng tròn của cổ tử cung khi mà em đặt cái mỏ vịt vô chứ có nhiều bạn là đặt vô là đặt vô cái cùng đồ tao không à hoặc là đặt vô cùng đồ trước không hơn á vậy mà đúng em nha vẫn lấy que rồi gạt như thật vậy trình diễn siêu nên phải nhớ nếu mình dừng lại ha đừng làm sai y đức của tụi em ra trường là vậy đó điều trị cho người ta là không được làm. không biết mình dừng lại vấn đề giống mày cười hết trơn đây cái cổ tử cung em bộc lộ được nó phải tròn đều như thế kia ha cái que mà ông này đang lấy là là nó là cái chổi để ông mới lấy cái tế bào ở vùng kênh á còn cái que bát của mình cái que a của mình nó có hai cái đầu tụi em nhìn tụi em hồi đó tụi em thấy rồi ha có một đầu ngắn để em lấy cổ ngoài và một cái đầu dài hơn để em lấy tế bào ở kênh và ở cổ trong đặc biệt cái bát cổ điển này nó có một cái khuyết điểm đó là chính vì em lấy bằng que gỗ cho nên là khi mà em đưa vào trong kênh cổ tử cung có nhiều người cổ tử cung nó chít hẹp lại sau độ tuổi mãn kinh. Hoặc những người mà người ta chưa sanh nở lần nào em đưa cái que đó vô là chảy máu. Đưa que vô là chảy máu hả? À. Làm không có được. Nó lẫn máu vô mình đâu có đọc tế bào được đâu. Cho nên là mình phải bộc lộ được hết cái lỗ đó và nếu như trường hợp em thấy cổ tử cung của người ta đóng quá kính em không thể đưa que bát vô là em không cố ha, không có cố đẩy vô chọc lá chảy máu à mình có thể xin một cái que chổi nó có một cái que chổi riêng để dành làm cho những người ở mãn kinh ha, để lấy cái tế bào ở cổ trong cổ ngoài thì mình lấy bình thường không ánh gì hết dạ yeah. bộc lộ ha làm cái này là cái slide trước cái dụng cụ này kia là slide trước ha đây ha rồi tư thế bệnh nhân này là biết rồi tư thế khám sản phụ khoa nha tụi em dễ lắm đây cái hình thực tế ha trên thực tế đặt vô là chỉ thấy vậy thôi đó chứ không có đẹp như cái hình vẽ tại đẹp hình hình vẽ là người ta đã cắt hết những cái râu ri ở ngoài rồi nhìn vậy có biết cái cổ tử cung đâu không hả mấy bạn có biết cái cổ tử cung đâu không Ở giữa là cái que mà. Cái này là cái gì? Đúng rồi, thành bên. Thành bên nha em. Đừng đưa que vô lấy cái tế bào ở đây nha. Của tứ cung đây nè. À, cái vùng đỏ đỏ, màu, màu đỏ đỏ là cái vùng lộ tuyến. Đây, mình sẽ nhìn cái hình này. Nó rõ hơn nè. Mình phải tập nhìn những cái hình này nó mới quen mấy bạn đặt cái mẫu vịt vô mà bộc lộ được cổ tử cung là mấy bạn đã thành công 70% trong cái thủ thuật này rồi. Mà vấn đề không ai thành công. đặt không có vô. Không hiểu tại sao luôn. Mà cái này á, làm á, nó còn dễ hơn là tụi em thông tiểu Mấy bạn y sáo vô thông tiểu Mà đặt vô trong âm đạo hoài à. Rồi, nhìn hình này thấy dễ chưa? Cái cổ tử cung ở trên đó em thấy không? Đó, em phải lấy được hết cái tế bào ở bên ngoài ha rồi mới lấy ở kênh và ở cái cổ trong cái lỗ trong của cổ tử cung đặc biệt là phải lấy làm sao cho hết được cái vùng chuyển tiếp đó thì cái que cái bát cổ điển cái que a đó, nó có một cái khuyết điểm là như vậy thứ nhất là nó to nó không có lấy được ở những cái cái người mà cổ tử cung người ta chích hẹp hoặc đặc biệt là những người mà người ta đã khoét chóp rồi á cái cổ tử cung nó ngắn chút xíu à, mà nó còn bít lại nữa lấy không có được chỉ có dùng chổi thôi chính vì những cái đó mà sau này người ta mới mới tạo ra mới làm ra được cái chổi ấy. ở đây mấy bạn theo kịp không có gì khó không đó, mình sẽ phân nhóm sau khi mà mình lấy rồi mình lấy tế bào rồi chỉ không có nhắc lại cái kỹ thuật tụi em quá nhiều để mất thời gian mình lấy bát lấy cổ ngoài xong mà em quét lên lam quay cái cái que lại lấy tế bào cổ trong rồi quét lên trên lam bọc dung dịch cố định rồi ghi tên vậy thôi sau đó người ta sẽ đọc kết quả mà người ta trả về cho em thì nó sẽ chia ra từng nhóm khi mà cái ông Baba ba đó đó, ông, ông mới chia theo nhóm đó thì là vì cổ điển mà ông chỉ chia ra rất là bình thường ví dụ như là à, bình thường như thế nào thế nào là viêm thế nào là bất thường vậy thôi sau này cái cái bản phân độ á, thì nó mới rõ ràng hơn nó chia ra theo tế bào học của cổ tử cung ha, biểu mô là làm sao biểu mô lát sao biểu mô tuyến làm sao mà ông mới chia độ rõ ràng hơn là cái ông bác tuy nhiên mình vẫn phải học ha, tất cả đều phải học hết đây đây ông báp ha cái ông ba ông ông báp này ông chia ra thành tất cả là năm nhóm đó ông chỉ đọc trên cái kính hiển vi bằng cái ông tế bào và ông chia ra năm nhóm bình thường bất thường và đi từ bình thường tới bất thường thì ông chia ra thành mức đột cái này mình đọc để mình biết là đã có những cái bảng chia như thế này còn hiện tại bây giờ là mình sẽ chia uh, chủ yếu là theo Bethesda và theo tổ chức y tế thế giới mà tổ chức y tế thế giới thì chủ yếu người ta tập trung vào cái nhóm mà nghịch sản cái bài nghịch sản đó chút xíu nữa tụi em sẽ được học một chút một sơ sơ về cái xin đó cái tân sinh cái nghịch sản của tử cung đó tổ chức y tế thế giới thì còn đơn giản hơn nữa tức là người ta thấy ông này chia ra quá là là người ta nghĩ là ông chia ra quá nhiều nhóm mà trong này thì rõ ràng cũng chỉ có, chủ yếu là hai nhóm lớn bình thường bất thường cho nên sau đó là tổ chức y tế thế giới người ta chia lại thành hai nhóm thôi đây bình thường Bình thường là sao là không có bất thường Bất thường là sao là không phải bình thường là bất thường có ba nhóm ta chia ra theo mức độ là xin tức là một nhóm là bình thường một nhóm là nghịch sản nghịch sản thì chia từ mức độ từ cho nhẹ cho tới nặng cái mức độ mà ung thư á, thì sau đó nó lại đi qua một cái phân độ khác phân độ theo figo ha thì tụi em sẽ À, một 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, giống như tất cả những cái loại ung thư mà bây giờ tụi em học đó. ung thư buồng trứng, ung thư thân tử cung sạc cơm đó, rồi ung thư cổ tử cung, tất cả mọi thứ là đều chia theo FIGO, ung thư nội mạc tử cung cũng vậy luôn. Nên ráng nhớ nha. Trắc nghiệm là hay hỏi lắm. Cho nên là hai cái cách hai cái cách chia vừa rồi, hai cái cách đọc kết quả vừa rồi của cái ông papa đó và của hu á ngày nay nè thì ít được dùng lắm, nhưng mà mình vẫn phải biết tại vì đi thi là người ta hỏi. Ít được dùng vì nó nó bỏ sót nhiều ha, nó không nó có cái khuyết điểm là vậy nè, nó không chỉ hàng cái mức độ của ung thư cái của cái tế bào tại cô tử cung là ung thư loại gì, ung thư biểu mô hay ung thư tuyến không? nó chỉ dựa vô hay là có bất thường cho dù là tuyến hay biểu mô đều là xếp vô nhóm là bất thường hết. Đó và nó chỉ chia ra mức độ như thế thôi, nó không có rõ ràng. Do đó cho nên là nó dẫn tới cái chuyện là gì? Cái hướng xử trí tiếp theo đó của em rất là khó khăn. Em không biết bây giờ em phân ra bình thường rồi em phân ra bất thường và bất thường như thế nào thì em sẽ xử trí. Em xử trí như sao? Em điều trị nội khoa được không? nó, bất thường tăng sinh nghịch sản này là do viêm em điều trị nội khoa không hay là em phải khoét người ta vậy rồi em nhìn vô đó làm sao em biết được là xâm lấn tới đâu rồi như thế nào là trung bình như thế nào là là tại chỗ vân vân cái chính vì như thế nên là sau này ha từ năm 2001 tức là khoảng 20 năm 20 năm về trước là bắt đầu là người ta đi theo cái hệ thống Bethesda của cái ông này ông chia cái ung cái bất thường về tế bào học của tử cung và ông chia thành theo cái cấu trúc của cổ tử cung theo nhóm tế bào tế bào biểu mô riêng tế bào tuyến riêng nó hơi khó nhớ hơn nhưng mà nó rõ ràng hơn và nó dẫn tới cái cách xử trí cái hướng điều trị của em rất là rõ ràng thể hóa đây à quên nữa cái xin đó viết tắt của chữ gì học tiếng pháp biết không pháp ơi Intra gì? Biểu mô. EB gì? Ờ đúng rồi. Intraepithelial ha. Neoplasm nghĩa là gì? Hả? Tiếng Anh. Các bạn tiếng Anh. Các bạn bạn đúng rồi đó, chữ Xin á, có nghĩa là gì? Ờ thì đó người, không người ta dịch là tân tân xin. rồi đây hệ thống beta ha ta chia ra theo tế bào cổ tử cung nó nhóm tế bào ha gai và tuyến gai là bên ngoài ở cổ ngoài tuyến là ở cổ trong thấy khi mà đi khám mà người ta hay ghi là viêm lỗ tuyến cổ tử cung hay là cổ tử cung lỗ tuyến là những cái tế bào ở bên trong á nó bị nó bị đưa ra bên ngoài cái ranh giới giữa biểu mô lát cần về biểu mô lát trụ mà tuyến nó bị thay đổi rồi nó đưa ra ngoài thường gặp ở những người có quan hệ tình dục bởi vì sao cái biểu mô đó nó giúp tăng tiết chất nhờn và chính cái chất nhờn đó nó giống như một cái hàng rào để nó ngăn cản sự xâm nhập của những tác nhân ở bên ngoài vào nên là cái cổ tử cung lộ tuyến thật ra không phải là là bất thường ha tức là không phải cái đó là cái xấu những người nào mà láng quá mới xấu à ờ tụi em đi soi cổ tử cung hoặc đi khám cổ tử cung mà anh thấy lắng o tròn xoe lắng o là coi chừng đó. toàn là mấy cái ca mà bị nhiễm HPV rồi nguy cơ ung thư tại chỗ mấy ca đó không à rất là lạ tại nó cứ xâm nhập đó, rồi vì nhiễm virus HPV chẳng hạn là nó cứ xâm nhập ngay từ trong cái biểu mô tuyến ở phía bên trong luôn còn những cái người mà hơi lỗ tuyến ở bên ngoài thì không trừ những trường hợp trừ những trường hợp lộ tuyến quá nhiều nó dẫn tới cái chuyện mà tăng tiết ra những cái dịch âm đạo một cách quá nhiều nó làm cho môi trường âm đạo lúc nào cũng ẩm ướt dẫn tới cái chuyện là nó dễ bị những cái vi khuẩn tại chỗ tăng sinh và nó làm thành điều kiện để cho những cái tác nhân khác cộng sinh vô người ta cứ bị viêm tái đi tái lại tái đi tái lại thì buộc lòng em mới phải điều trị cái lỗ tuyến đó còn cái lộ tuyến cổ tử cung không phải là cái bệnh lý để mà phải điều trị không phải cứ nhìn vô cái là thấy huy đốt đi chị không có nha hoặc đặt thuốc đi chị là không nha mấy em người phụ nữ việt nam mình là có cái tư tưởng đó lắm chưa kể cả mấy bạn này nữa nè học y đó mà không biết đâu cứ đi ra phòng khám trung quốc người ta chụp cho cái hình lộ tuyến lên là trời ơi điều trị hết nha cứ truyền kháng sinh rồi đốt điện rồi lùm lum làm quá trời luôn em đến khi mà đi vô phòng khám đi vô trong bệnh viện rồi là cái cổ tử cung người ta đốt nát bét ra đốt hết cả cái cổ tử cung luôn rồi lúc đó bắt đầu viêm nhiễm chảy dịch rồi chảy mũ vàng hôi cả cái cổ tử cung viêm nhiễm ra nhưng mà cứ đi ra ngoài những phòng khám đó vậy đó Mấy chục triệu, mấy chục triệu luôn Truyền có mấy cái chai lắc tắc ringer thôi Mà nó nói kháng sinh Mà không phải là không biết về y đâu nha Chị gặp hoài à Cũng làm ở dưới tuyến quận huyện gì Cũng cũng học y chứ không phải không mà không biết Rất là lạ Tại vì sao tụi em biết không Nó đánh vô cái tâm lý của người phụ nữ Tụi em chưa thấy cái cổ tử cung của mình bao giờ đâu có ai thấy làm sao thấy được không có thấy được vì sao vì không đi khám phụ khoa vì sao vì mắc cỡ không có đi khám phụ khoa chứ tụi em đi khám phụ khoa định kỳ em làm bác em sao cổ tử cung ta chụp cái hình cổ tử cung của mình lên em thấy à đến khi mà lần đầu tiên được nhìn thấy cá của mình trội hết hồn luôn thế là người ta cứ nói sao cũng nghe hết trơn á mà những cái đó là cái bình thường tụi em biết mà Trong âm đạo nó phải có dịch tiết chứ Làm sao mà nó khô công như những người mãn kinh được Đấy nhưng mà cứ vậy đó cứ đi đốt Đốt cổ tử cung mà đốt Đốt chặt Mày rồi nó, nó sơ chai cái cổ tử cung lại luôn Bình thường không nói rồi ha bình thường là cái tế bào mà lúc này cho tụi em nhìn đó, nó là tế bào biểu mô đó, biểu mô học gia phổ bệnh cũng nhìn hoài luôn rồi <laughs> rồi tế bào biến đổi do viêm mấy bạn ở đây thì chắc cũng ít hay nhiều cũng được nhìn cái tờ kết quả bát rồi mình cũng thấy rồi cái câu kết luận thường là tế bào biến đổi do viêm tế bào biến đổi do viêm đó, có nghĩa là trên bạch có một cái lớp tế bào mà tế bào biến đổi do viêm là gì trong đó nó có những cái bạch cầu Ha, bạch cầu đa nhân rồi tế bào nó hơi bị to ra nó 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 tăng sáng một chút xíu á <laughs> người ta trải ra ha, xong ta chụp cái hình lên mình cũng nhìn thấy những cái tế bào viêm đó nhưng mà cái đó thì không có gì đáng lo thường những cái lớp tế bào viêm đó là nó sẽ trôi ra theo chu kỳ kinh hoặc là khi mà mình có huyết trắng dịch tiết mà mình dùng dung dịch phụ khoa là những tế bào viêm nó sẽ bung ra và nó tróc nó trôi ra ngoài nên không có gì lo lắng trong những trường hợp mà đi khám mà bình thường cổ tư cung lỗ tuyến rồi viêm mà phải điều trị đặt thuốc hay là đốt vân vân ha để mình tư vấn cho bệnh nhân và mình biết cho bản thân của mình rồi <laughs> những thay đổi khác không điển hình ví dụ tế bào biểu mô gai tế bào tuyến mô tuyến thì mình sẽ có hai cái thuật ngữ ascus hoặc Asgard, ha viết tắt của chữ gì áp ơi đúng rồi đúng rồi squamous là tế bào biểu mô quá tụi em ha còn cái cái chữ g đó đó là cái tuyến đó. cái này nè đúng rồi nói đó, đó dễ lắm mấy bạn về nhà tìm hiểu ha còn mình ở trong thực tế thì bạn cứ nghe nói ờ đó God, đó là hai cái đó riêng riêng cái bạn này Ha. riêng cái tế bào tuyến này chị nói em rồi nó nó nằm ở trong kinh và ở cổ trong cho nên khi mà em làm bát mà ra kết quả như thế này đó thì cái động thái tiếp theo là mình sẽ phải soi cổ tử cung tại vì sao nó nằm ở bên trong em làm bát em không thấy được ở bên trong em soi em chấm thuốc vậy mới thấy còn cái bạn này nó nằm ngay trên bề mặt biểu bô gai nè Ha? nên là nếu như mà nó có biến đổi mà biến đổi không điển hình mà chỉ ở tế bào gai thôi thì mình có thể theo dõi cô này được theo dõi định kỳ được nhưng mà cái bạn kia phải nạo kênh Thậm chí là em phải nạo kênh để em gửi giải phẫu bệnh Em coi cái kênh đó Của tuyến đó là biến đổi gì Rồi, vậy thì khi mà có một cái kết quả mà trả về cho em theo cái phân độ Bethesda này thì mình đọc vô, mình phải biết. Ha? Ví dụ như người ta chỉ ghi là Atkos chẳng hạn là mình phải biết là gì, Atkos là gì. Vậy thì làm sao để biết được là người ta đọc dễ đúng hay không? mình phải nắm được ha đầu tiên là cái mẫu mình lấy phải đủ điều kiện ha mình nhìn lên coi người ta có ghi ngày kinh cuối không để mình biết cái cô này lấy thời điểm đúng không trước đó cô này lấy cô có một cái chỉ định gì không ví dụ như cô này đang được điều trị viêm đạo do nấm hay cô này đã đốt còng đi lôm cách đây 3 tháng vân vân để mình biết được là hiện tại cái cô này lúc à, cô lấy mẫu có gì bất thường không và mình cũng tìm hiểu luôn cái yếu tố nguy cơ nếu như cô có trả lời tế bào học này bất thường hay không ha rồi hoặc là em phải co lại ví dụ như mình chỉ là bác sĩ trả kết quả sau đó thôi mình không phải là cái người bác sĩ mà lần trước ngồi khám và lấy mẫu thì mình phải biết được là cái lần trước cố đi khám và cố được lấy mẫu bát này cố đang ở trong tình trạng nào cố phải đang điều trị viêm không cố có đủ điều kiện để làm những cái xét nghiệm này không thì mình mới tin tưởng vào cái xét nghiệm này để mình làm vì có một số cái tác nhân mà nó gây viêm nhiễm nhiều khi làm bát này nè là người ta đọc luôn ở trong đó cộng với lại nghi ngờ nhiễm viêm do chlamydia chẳng hạn người ta thấy những cái con tế bào đó hoặc trichomonas chẳng hạn vân vân là mình phải biết nha rồi đó là biểu mô bình thường và những biểu mô thay đổi mà không có hình thì gồm có hai nhóm một nhóm là biểu mô gai một nhóm là biểu mô tuyến thì chỉ riêng cái biểu mô tuyến đó đó em phải cân nhắc để em coi có cần phải nạo kênh hay không rồi bây giờ về ác tính thì nó cũng chia ra làm hai nhóm một nhóm là biểu mô gai và một nhóm là biểu mô tuyến Rồi, đọc sơ sơ để nắm ha hai siêu low siêu người ta hay đọc là hai siêu với low siêu chữ low siêu với là viết tắt của chữ low red low red squamous intra epithelial lesion đọc về giết kịp không mấy bạn? tụi em về nhà tụi em search um, mấy cái bảng phân loại Bethesda này tụi em sẽ thấy hết những cái chữ đó ha. Nhưng mà quan trọng là mình hiểu có nghĩa là cái gì ví dụ như low siêu có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái phân loại này là để chỉ những cái thay đổi ở cái biểu mô nhưng mà nó nó đang nghịch sản ở mức độ thấp thôi. Có nghĩa là nó có khuynh hướng trở thành ung thư hay không? Có khuynh hướng trở thành ung thư độ thấp. Ha, và nếu như cái cô này cố có thêm yếu tố nguy cơ thì mình phải theo dõi cô này coi chừng có thể những cái yếu tố nguy cơ đó nó sẽ làm cho cái bệnh lý nghịch sản này chuyển thành ung thư cổ tử cung ví dụ cổ kèm thêm nhiễm HPV ví dụ cô này có nhiều bạn tình vân vân hoặc cô đang mắc một cái bệnh lý suy giảm miễn dịch là nó sẽ có những cái cái tăng cái nguy cơ này lên và nó có sẽ diễn tiến thành ung thư của tử cung ha, hoặc tân sinh của tử cung thứ hai là hai siêu thì đó nó chỉ khác cái chữ ở trên là low. thì ở dưới là hai thôi hai red thôi squamous ha intra lesion cái này nó là định nghĩa tụi em có nghĩa là giả phổ bệnh người ta trả như vậy là em thuộc như vậy thôi chứ không thay đổi được gì em hỏi tại sao lại như vậy thì em phải nhìn hình ảnh tế bào học thì em mới biết được ví dụ tế bào học ta bà sẽ nó sẽ trả lời cho em vậy nè tế bào có dạng biến đổi alo ai hỏi gì hả ai gọi gì hả ủa mấy bạn ở giảng đường kia muốn hỏi là hỏi vậy hả em ờ nó hỏi gì vậy dạ bạn lỡ bỏ mở mất đó chị bạn không có hỏi gì hết chị ghê quá à. Ê, sắp tới 31 tháng 10 rồi nha em. Quên mất tiêu nó tới cái giống gì luôn. À. Nó là định nghĩa của tế bào học rồi hoặc hai siêu là người ta sẽ trả lời là tế bào biến đổi không điển hình hay nhân tăng sáng rồi bào tương tăng sáng rồi chiếm hết 2 phần 3 bề dày của tứ cung vân vân vậy đó Ta sẽ trả lời cho em về nhân về bào tương rồi về cái cái độ xâm lớn của cái lớp tế bào đó tại vì khi người ta cắt cái lớp đó ra ở bên người ta người ta quét cái tế bào đó người ta trải lên lam vậy là người ta nhìn người ta nhìn cái tế bào đó thay đổi như thế nào và trả lời cho mình như vậy đơn thuần nó là định nghĩa chỉ có khi nào em thi giải phẫu bệnh mà em thi sau đại học đó, là người ta sẽ cho em nhìn những cái lam này nè và người ta hỏi em là cái tế bào này đang ở cái giai đoạn nào hoặc đang ở độ phân chia nào hay đang biến đổi gì chứ còn về sản á, thì người ta chỉ hỏi này xong người ta sẽ hỏi em làm gì tiếp theo ví dụ như y sáo là sẽ hỏi như vậy em làm gì tiếp theo đối với cái cô này nếu bác mà ra kết quả lâu siêu em làm gì bác ra kết quả hai siêu em làm gì Rồi. Ngoài ra là nó chuyển sản ha, chuyển sản nghịch sản ha. Thì tất cả những cái khi mà người ta đã trả lời mà có cửa, chữ chữ calcium đó thì em phải làm sao? Bấm xin thiết thôi. À, em sẽ cho ta soi cổ tử cung. Nãy giờ chị nói tới cái từ soi cổ tử cung hơi nhiều. Soi cổ tử cung nó là một cái bài tụi em thường là sẽ được học sau đại học. Vì đó là một cái thủ thuật em sẽ phải làm bằng dung dịch axit acetic hoặc lugol. Em chấm vô và em quan sát cái tế bào đó bằng một cái kính soi để em nhận diện cái tế bào nó bắt thuốc có gì bất thường và vùng nào bất thường nó có rất nhiều hình ảnh em vết trắng nè lát đá nè da beo nè Ha, vân vân và vùng nào và những cái hình ảnh nào cần phải bấm sinh thiết và em sẽ bấm sinh thiết như thế nào rồi gửi giả phẫu bệnh như thế nào nữa <laughs> ha, đặc biệt là những cái mà nói liên quan tới tuyến á, những cái mà carcinoma của tế bào tuyến á, chứ không phải tế bào gai là em phải não kênh ha Nên sinh thiết từng phần luôn á nậu <laughs> kênh chứ cũng chưa cần phải nạo vô bên trong lòng tử cung nhưng mà mình phải nạo kinh đặc biệt là những phụ nữ mà ở trong cái độ tuổi mà tiền mãn kinh với mãn kinh là phải loại trừ những cái bệnh lý này ung thư cổ tử cung ung thư nội mạc tử cung ung thư thân tử cung Ai rất là khô ha. Rồi mệt chưa? qua cái phần điều trị nãy giờ là mình đi cái phần số 4 á, là cái phần mà đọc kết quả của bác á, là cái mục tiêu của y sáu tụi em á. và đây nữa ha, hướng xử trí nghỉ <laughs> tí không hay học luôn tại vì nghỉ hay học luôn cũng vậy hả anh ta không có nhớ gì chân biết gì chân cũng vậy à nhưng mà học luôn thì nó có cái lợi là học sớm xong sớm mình mình giải thoát cho nhau sớm <cười> <cười> thì cái phần xử trí mình cũng sẽ xử trí theo như phân loại có nghĩa là mình phải xử trí theo như cái phân loại từ cũ cho tới mới mình phải xử trí theo phân loại của ông ba, ba ha? rồi xử trí theo phân loại của ông hu rồi xử trí theo cái Bethesda thì hai cái xử trí này á nó ít được dùng nhưng mà người ta vẫn có thể hỏi vẫn có thể hỏi tụi em <laughs> nhóm 1, nhóm 2 là gì lúc nãy nhớ không nhớ không? không nhớ mà đòi học tiếp trời. mới nói cách đây có mấy phút hả? Hả? nhóm một nhóm hai là gì? một cái là bình thường còn một cái cũng bình thường như nó đang viêm thì mình xử trí theo nguyên nhân viêm thôi. Ha? xử trí theo nguyên nhân viêm và mình hẹn làm báp lại định kỳ. bình thường đối với cái báp này nè, cái báp cổ điển này Làm 6 tháng nên làm lại. em bỏ sót cái tế bào khá là nhiều ha, bỏ sót tới 28 tới 30% á Tại mình lấy tế bào không có hết, xong nó dính lên trên cái que gỗ mà nhiều bạn phết tế bào á, phết làm á thì thay vì cái mặt có tế bào phết không phết cái mặt kia. Phết cái mặt kia cái người ta trả kết quả về người ta nói biểu mô teo. Tao không thấy gì hết trơn á. Cái xong rồi sao? Không đủ mẫu đề nghị làm lại cái rồi gọi bệnh nhân tới làm lại thì nói không bây giờ em khám là để chuẩn bị có thai giờ em chuẩn bị có thai rồi không có làm lại nữa rồi xong luôn bỏ hai năm trời không làm luôn hoặc là có nhiều cô trong cái lúc mang thai mà còn phát hiện ra bị nghịch sản những cái trường hợp đó mới mệt cho tụi em mà tụi em là đi lâm sàng là gặp cái đó đó thai trên xin ha thai trên báp lâu siêu hai siêu thai mà phải đi khoét chóp rất là mệt mỏi nha tụi em 6 tháng ha hoặc là cái gì điều trị một đợt viêm cho cái cô này xong kiểm tra lại hết viêm xong là em có thể 3 cái tháng sau cái đợt điều trị đó mình có thể tư vấn làm bác lại nếu như làm bác cổ điển ở thành phố thì có thể mình ít gặp nhưng mà ở những cái tuyến mà vùng ngoại thành đó, hoặc là tuyến quận huyện xa xa một chút xíu như củ chi hóc môn bình dương vân vân là ở dưới đó người ta vẫn phải sử dụng cái này người ta chưa có có sử dụng cái bát mà dịch dúng quần que nhúng bằng chổi như là của mình ở trên đây bởi vì thứ nhất là cái mẫu đó người ta nó mất tiền cái thuốc thử và cái dung dịch cố định mẫu đó nó đắt tiền dân lao động người ta không thể chi trả cho cái xét nghiệm đó được một cái bát mà đã được tài trợ rồi được trợ giá rồi em vẫn phải đóng tới khoảng 400 000 350.000 trong khi cái bát này là nhiêu bát cổ điển của ông này nè hả ra giá nghe coi ồ ngàn tám mươi ngàn cho nên là với lại là đặc biệt là những công nhân nữ làm ở trong xí nghiệp trong nhà máy á mà phải đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm nếu em giám đốc em cho làm gì ờ ừ. tôi cũng chăm sóc cho công nhân vợ cho làm bát đằng này tám mươi còn hơn là không làm giờ làm không làm chứ làm bát này thôi không có làm cái bát kia tại vì một cái bát kia cái bát này em làm được tới cái năm người lận thì người ta chỉ làm bát này thôi nên là phải tư vấn cho người ta làm lại sớm hơn rồi còn những cái kia thì sao số là sẽ soi hết, ha? ông cũng phải chuyển qua soi của tử cung mà, thì cái này nó có cái khuyết điểm là gì? em sẽ soi quá tai, em sẽ soi quá tai hoặc là em sẽ gì? em em bị bỏ mất, bỏ lỡ mất những cái ca mà cần thiết phải soi, ví dụ vậy. tại người ta đọc ra nhóm tế bào nhiều khi người ta đọc bất thường nhưng mà cái lượng tế bào chưa có đủ là khẳng định là bất thường, nó chỉ đơn thuần nó mới là up ascot thôi, ví dụ vậy em không cần thiết phải soi ha. em có thể theo dõi pháp lại sau đó rồi coi hưu làm gì hu làm gì nè em thấy không cái nghịch sản của tử cung và cái nhóm một đó đó ha sáu mươi phần trăm là có thể sao nó trở về bình thường cho nên nếu không biết là em sẽ điều trị bằng cách là gì em soi rồi em sinh thiết xong em khoét luôn cổ tử cung của người ta khoét chóp luôn mà khoét chót thì nó sẽ để lại những cái ảnh hưởng cho cái việc mà người ta có thai ha sau này cái cổ tử cung người ta bị chít hẹp lại, bị sơ cứng lại và nó sẽ cản trở cái chuyện mà tinh trùng đi vào, tinh trùng đi vào nó chít hẹp mất tiêu sao đi, Đó, ông Hưu thì làm vậy ha, Hưu thì làm vậy rồi sau người ta sẽ cho làm cũng cho kiểm tra báp lại đối với những cái nghịch sản này rồi người ta sẽ có nhiều phương pháp điều trị ha đốt laser cắt laser khoét chóp đốt điện vân vân rất là nhiều thứ đó là nhóm sin một nói chung là hiện tại bây giờ những cái tiên lượng của sin một sinh hai là vẫn còn rất là tốt tiên lượng sống 5 năm rất là cao ha trên 90% luôn á nếu như mà được phát hiện sớm theo dõi định kỳ đầy đủ và tầm soát tất cả những yếu tố nguy cơ, ngăn cản những cái chuyện mà yếu tố nguy cơ thúc đẩy của những cái này, ví dụ như dùng thuốc nội tiết à, đó rồi quan hệ tình dục sớm, mãn kinh sớm hay gì đó là người ta vẫn có thể phòng ngừa được. Rồi. <laughs> Mình qua cái xin 2 và cái xin 3 là cái cuối cùng ha. Cái xin 3 thì phần lớn, phần lớn là sẽ khoét chóp, chị đang nói về cái xin 3 trước, khoan nói về xin 2 thì nó nằm ở lưng chừng lưng chừng thì nó có thể lên trên hoặc nó có thể xuống dưới. Ha, thì cái đầu tiên thì mình nói rồi. Giờ nói cái cuối cùng nếu là nó xin ba là nó đã nghịch sản tức là cái nguy cơ nó diễn tiến thành ung thư là cao rồi. Thì sao? Mình phải cá thể hóa từng trường hợp. Cô này đủ con chưa? Tuổi lớn chưa? Ha, triệt để là cái gì? Là cắt hết thôi. Ha, mình có thể cắt cái tử cung mà mình. Nếu như cô này đã mãn kinh rồi, đủ con rồi, ha, điều kiện không có có gì vậy? tụi em phải lăn tăng nữa thì vậy nhưng nếu như mà vẫn còn đang trong độ tuổi sinh sản người ta không muốn can thiệp không muốn là cắt hết toàn bộ thì mình sẽ làm xử trí theo từng cái mức độ xâm lấn của nó cái bề dày của cái mức nghịch sản đó tới đâu thì bắt đầu em sẽ khoét chóp. của tứ cung bình thường dài bao nhiêu ừ, khoảng 3 tới 3 5 cm thì khi em khoét chóp em phải coi được cái sang thương khi trên giả phổ bệnh trả lời cho mình đó, ha, là cái nghịch sản là xin ba là thực đã xâm lấn gần như là cũng gần hết rồi và mình sẽ khoét chóp thì mình sẽ khoét làm sao để mình lấy được hết tất cả cái lớp nghịch sản đó ha, và cái bờ của nó phải cắt cái tổn thương tệ lắm là cũng phải được 4-5 ly là em thấy gần như khoét một cái là vô sát cái cùng đồ luôn rồi À, phải tư vấn cho người ta những cái ảnh hưởng sau khi khoét chóp là gì khoét chóp xong không có nghĩa là xong em vẫn phải làm bác em vẫn phải so cổ tử cung những cái tế bào đó nó vẫn có thể xâm lấn vô trong à. <laughs> khoét chóp xong mới ra cái cục tử cung mà nó bị nó bị nghịch sản á, là người ta sẽ làm giả phẫu bệnh một lần nữa cái cái cổ tử cung đó và người ta sẽ làm tốt ngay cái chỗ mà bìa mà em cắt đó, cái ranh giới mà em cắt đó, để người ta coi cái lớp tế bào nghịch sản đó với lại cái tế bào còn bình thường là nó còn được khoảng cái bề dày nó còn khoảng bao nhiêu em rồi bây giờ còn cái xin 2 cái xin 2 này thì cái mức độ mà nó có thể về xin 1 là nó chỉ có 5 năm thôi 10 người xin 2 thì nó có thể theo dõi tiếp Ha, và trở thành sin 1 thì mình theo cái hướng của sin 1. Và nhưng mà năm người còn lại thì có thể nó sẽ chuyển thành cái nhóm nghịch sản xấu hoặc là sẽ thành ung thư tại chỗ cổ tử cung ha. Thì sao nó cũng gần giống như là cái sin 3. Tuy nhiên là gần như 80 tới 90% những trường hợp sin 2 là mình sẽ quét chứ mình chưa cứ tư vấn cắt chưa tới mức độ mà em phải can thiệp một cái đại phẫu là cắt hoàn toàn tử cung. Em có thể tư vấn quét cái chóp thì em cũng làm giải phẫu bệnh sau đó để tìm cái bờ cắt thôi có khó hiểu lắm không mấy bạn tại vì cái này nó còn liên quan tới cái ung bú nữa một số trường hợp mà ung thư tại chỗ là khi mình cũng chuyển qua bệnh viện ung bú à. mình không có giữ lại ở bên sản để mình điều trị tại vì sao nữa sau đó là em phải còn hóa trị xạ trị ừ. đây ha cái xin ba là cái chị nói ha nếu như mà nó có kèm những cái khác thì không có nói rồi Đủ con rồi, mãn kinh lớn tuổi rồi ha, Hoặc là có những cái bệnh lý kèm theo mà cần phải làm Thì thôi không có gì để nói hết ha. Rồi, các tử cung Cái chữ uh, TCTB là gì? Ờ, nhớ nha mấy bạn Nhiều khi không đi học ở nhà đọc cái khác á rồi đó cái này ha khi mà đã khoét chóp rồi thì làm gì? Tầm vẫn tầm soát ung thư cổ tử cung vẫn soi cổ tử cung ha soi thường quy có những người sau khi khoét chóp rồi làm bác nhưng mà cái sang thương nó vẫn còn á là thường cái mức ít ít ai ha ít ai mà khoét lại lần thứ hai cũng có những trường hợp khoét lại lần thứ hai nếu như cái cổ tử cung còn lại nhiều mà người ta vẫn muốn giữ cái cổ tử cung để người ta có thai à, thì mình mới cân nhắc cái chuyện lại lần thứ hai tại vì em tưởng tượng khi mà em khoét lại lần thứ hai á, nó sát vô trong cái cùng độ là nó lủng luôn á nó lủng vô bên trong ổ bụng luôn á nhiều lắm gặp hoài à. đang khoét à. mà khi khoét chót thì giống như là đưa một cái cái lưỡi dao điện vô á. nó là một cái clip á, em. nó có vòng tròn như vậy nè nó là một cái clip điện đầu nó là đầu đốt nó giống như cái dây mây do vậy á. Em đạp điện ở dưới chân. Hai đạp điện dưới chân em đưa vô cổ. Là em đưa tới đâu là nó nó xì như mua thịt nướng á. Nướng lên. Cái cục đó rơi ra. Cái mình đang nướng mà đang xè Cái nghe thấy tiếng xì một cái hơi trong mổ bụng bay ra. Quét ẩn vô bên trong cái cùng đồ của người ta. Và nó bị lủng luôn. Vô bên trong mổ bụng á. Giờ làm gì? Chỗ gì mà mời ngoại quá. Nó cười vô mặt cho ơi ngoại quá chưa mời cục một với thần chú trước đã mà ngoại chí đó việc của người lớn mình người nhỏ mình mời người lớn thôi còn những việc mời những người khác để người lớn làm mời vô thì làm gì thì ngưng thuật nội soi ổ vá lỗ thủng giống em may gì giống như em may gì may đất cùng đồ á biết rách cùng đồ không không biết rách cùng đồ rách cùng đồ là do dùng dụng cụ quan hệ quá mạnh rách cùng đồ không biết hả trời ơi thường tụi em đi trực á vào những cái dịp tám tháng ba mười bốn tháng hai hai mươi tháng mười là rách cùng đồ hai giờ đêm rồi mà rách cùng đồ trời ơi thiệt chơi cái kiểu gì không hiểu mà may cái đó nha em may cái những cái ca đó không có phải như là em may rách từng sinh môn của những cái ca mà mình cắt trong xanh thường có đơn giản đâu em trời ơi nó rách mà nó lóc lên tận vô cái cùng đồ sao em đặt hai ba bốn cái van trong đó luôn và đưa lên phòng mổ gây mê trời ơi nó rách một cái đường mà thiệt may ba bốn cộng chỉ một ô bớt lại nha tém tém lại nghe những cái ngày đó bớt lại với lại á cái mùa cái mùa của thai ngoài tử cung á mấy bạn đó là sau đó khoảng tháng tháng rưỡi á là thai ngoài tới tấp luôn quanh năm thai ngoài nãy mình chưa có nói về yếu tố của những cái bất thường của tư cung chút xíu mình sẽ nói ha đó là mình đã nói xong về cái xử trí theo papa nicolau và cái xử trí của hu ha còn cái cuối cùng là theo bethesda bethesda thì nó rõ ràng lắm nó đã chia theo biểu mô rồi biểu mô nào làm nào ha rất là rõ ràng và mình chỉ cần tụi em chủ yếu là học cái này thôi nắm cái phần này là được rồi bình thường thì chị không nói nữa rồi bình thường hoặc là tế bào biến đổi do viêm thì mình điều trị theo nguyên nhân không có gì để mà mình thắc mắc cả bây giờ bất thường sao bất thường sẽ có hai nhóm nãy giờ rất là nhấn mạnh cho tụi em về hai cái nhóm tế bào này ha tế bào gai riêng tế bào tuyến riêng nha tế bào gai thì sao tế bào tuyến thì sao rồi thay đổi tế bào gai thường mà khi kết quả trả lời về ờ uh, pap là ascot là biến đổi không điển hình tế bào biến đổi không điển hình của gai ha hoặc là tế bào biến đổi của low siêu high siêu vân vân thì mình sẽ xử trí nè khi mà thấy cái đó là mình phải nghĩ làm HPV con này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ của ung thư cổ tử cung lên từ 64 tới 70 lần so với những trường hợp không bị nhiễm đặc biệt là những cái tiếp nguy cơ cao tiếp nguy cơ gì 16, 18, 31, 33, 35, vân vân. Có 10. Đúng rồi, tưởng không biết. Các bạn nói, vậy chắc cũng có mà ít hơn. Cái HPV này là cái con này nè bạn. Ha, nó là họ của cái con virus human papilloma virus đó là là nó là chủng 6 với 11 là của sùi màu gà nên khi mình nhìn vô mình phải biết nha nó rất dễ nhầm với lại những cái gai sinh dục sinh lý của người phụ nữ nếu như tụi em chưa từng quan sát qua xù màu gà đặt cái van vô thấy bên trong thành âm đạo hoặc ở ngay mép chỗ màng trinh hoặc là ngay mép môi nhỏ thấy có những cái gai nhỏ 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 lên là giật ngửa ra trời ơi chị ơi chị chị xuống đi xuống đi xuống rồi cái đi ra đi ra qua gia liễu gia liệu qua gia liệu bác sĩ gia liệu nói gì mà vô đây khám bình thường qua đây khám gì nó quay lại nó chửi cho ráng chịu tại vì nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình luôn em hiểu không ảnh hưởng tới rất nhiều nha nên em phải hết sức bình tĩnh khi em thấy những cái gai đó nếu em chưa biết thì em làm gì đúng rồi em mời người lớn mời người lớn nha mấy đứa bạn chị cũng vậy đó làm như những chuyên ngành khác là nó chụp hình nó gửi qua phải hôn mình nhìn nhiều thì mình biết nhưng mà nhiều khi mình không có biết được nó cũng chụp cùng một họ mà cái con này nó gây ra u vú sinh dục cái chữ papilloma um, uh, đó đó là cái nhú là cái gai á nha mấy bạn nên nhiều khi mình thấy những cái gai mà nhiều lắm nha rất là nhiều do nhiễm HPV thôi Em thấy những cái gai sinh dục nó mọc tư Mông đạo mọc ra luôn Tức là nhìn không có khác gì sùi màu gà hết á. Nhưng mà cái màu gà thì sang thương của nó sẽ khác Nó sẽ có cái bờ nham nhở Và nó hơi có những cái vết trọt á Vết trợt, vết lét Ở trên 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 cái cái bề mặt đó Và nó sẽ rải rác Và thường người ta đến với em Người ta than, người ta có triệu chứng Ta nói sao dạo này tự nhiên thấy rác, thấy đau đó, Người ta sẽ ra than với em liền Nó khó chịu dữ lắm mà điều trị của nó thì cũng rất là đơn giản em chỉ cần chấm một chút xíu cái cái thằng tám 80 phần trăm vô là nó có thể nó rụng đi cái đó rồi axit đậm đặc đó hoặc ừ. đi <laughs> tơ lỏng vân vân ở bên da liễu thì người ta có thuốc còn tất cả các bệnh viện sản là không có cái đó mà cũng không có chỉ định để điều trị bệnh xù màu gà quan trọng là em phải phân biệt được cái đó bởi khi em kết luận một câu là nghi ngờ nhiễm cái đó là trời ơi gia đình tan thương luôn Ừ, rồi sẽ là nội ngoại hai bên ha rồi chồng con các thứ vô gặp em kinh khủng khiếp nha em nên bác sĩ sản của mình là phải phân biệt được cái đó còn nếu như em chưa biết thì em nói à, chị xước đi tôi cần phải cho chị đi khám thêm một vài chuyên khoa để tôi hội chẩn ví dụ vậy chị gặp hoài á, à. xong rồi tới gặp chị rồi khóc lóc than thở sao em em không biết em lựa chọn có sai không em vô y là đã sai rồi em lựa chọn có sai không em ngồi ngồi xong chồng nó tới nó quánh cho nhớ phải phân biệt những cái đó nha còn không á còn không thì sao làm phê tế cho chạy hb này nó trả lời là là tiếp uh, tiếp 6 hay tiếp 11 liền cho em ngay lập tức luôn có điều là hai, hai tuần sau mới có nếu thật sự là sùi màu gà là lúc đó nó sùi ra tới tới đùi luôn rồi nên là phải biết để cho người ta đi điều trị <laughs> Biết để đi điều trị ha Nhiều lắm Gặp rất là nhiều Nhiễm HPV này nè Rất là dễ lầm nếu mà không biết Hoặc là trong khi lúc mang thai cũng vậy Rất nhiều người mang thai mà bị sùi màu gà Đầy luôn tụi em Nhưng mà không ai nhận về lỗi về mình hết á Tôi bầu vậy làm sao Mà tôi bị nhiễm được Không thể là do tôi được Từ chối Ông chồng nói tôi không có không có ừ. giờ đó biết sao giờ ai cũng là trong sạch chứ không mỗi bác sĩ là có lỗi thôi lỗi là tại vì phát hiện ra có lỗi rồi lâu siêu hai siêu ha thì sao nó cũng tương tự như cái hu á ha tương tự như mình điều trị hu của sin 1, sin 2, sin 3 vậy đó thì mình làm gì cũng phải soi trước cái đã ha khi em soi em soi xong rồi em bấm sinh thiết cái chỗ mà cái tế bào bất thường thì tùy theo cái mức độ bất thường người ta đọc đó, thì em sẽ có cái cái xu hướng em, à, em sẽ có cái hướng xử trí cho người ta làm tư vấn khoét chóp ha đốt điện khoét chóp hay là em sẽ cho người ta theo dõi thêm hay là em tư vấn cắt vân vân nói chung rất là khó cái tiên lượng của cái tế bào bất thường ở biểu mô tuyến bao giờ cũng xấu hơn là ở biểu mô gai bao giờ cũng vậy nó nằm ở bên trong và nó như là những cái tuyến thôi. và một khi nó biến đổi rồi thì nó biến đổi rất là kinh khủng và rất là nhanh do đó nên là những cái ca tế bào tuyến này là gần như chỉ định gần như bắt buộc là em phải nạo kênh nạo kênh để cửa giả phẫu bệnh ha và theo dõi rất là rất là sát sao đây bắt buộc là phải nạo kênh em khi mà có bất thường một chỉ định nạo kênh chỉ định soi cổ tử cung rồi làm cái cái virus HPV và gần như là người ta sẽ xử trí liền có kết quả là người ta xử lý trí liền người ta xử trí như một trường hợp của ung thư tại chỗ vậy á tiên lượng thì khá là tốt ha. chóp đi là tiên lượng gần như là rất tốt rồi, mình học xong về cái phân độ của uh, kết quả của ba cái uh, 3 cái phân loại ha và xử trí theo ba cái hướng đó. Có bạn muốn hỏi gì không em? Lâm sàng tụi em sẽ gặp rất nhiều hình thái của cái ung thư này kèm theo thai kỳ hoặc là sao đơn thuần là phụ khoa gặp thôi mà không phải là chỉ gặp trong độ tuổi uh, sinh hoạt tình dục đâu nha em, độ tuổi sinh đẻ đâu nha em, gặp cả ở những người tiền mãn kinh rồi mãn kinh rất là thì sao người ta sử dụng nội tiết á, người ta sử dụng nội tiết thay thế á, cho nên người ta làm những cái biến đổi về nội mạc và cái tế bào của tử cung nhiều lắm mình đi khám á, mà người ta nói người ta mãn kinh mà em đặt mỏ vịt vô em quan sắc của tử cung làm biết ta dùng thuốc nội tiết à người sao nó trơn láng nó hồng mà cái âm đạo của người ta nó không có bị khô bị teo nhưng mà cái nguy cơ của những cái sử dụng thuốc đó thì rất là nhiều ha rất là kinh khủng Viết khối nè Tim mạch nè Mỡ máu nè Tăng men gan nè Tăng nguy cơ ung thư vú nè Nhiều lắm Rồi ung thư của nội mạc tử cung Nhưng mà ta vẫn dùng Tại ta thay là đẹp Đẹp sống ít thôi Chứ xấu quá <laughs> Sống dài không cần Đã xấu rồi còn sống dài không cần à, Phụ nữ nhiều khi suy nghĩ vậy á chứ gì nữa giờ em chọn đi bây giờ cho em coi như là sống trường sinh bất lão với lại đẹp chim sa cá lặng em chọn gì đương nhiên là tôi chọn đẹp rồi giữa đẹp với thông minh mà ta còn chọn đẹp nữa mà không đẹp ta chọn đẹp thôi chứ thông minh mà xấu quá em có thông minh cỡ nào em cũng không thể làm em đẹp lên được nhưng mà em đã đẹp rồi em có thể đi học thêm được <laughs> tôi chọn đẹp chị có gửi cho tụi em cái bài word em về nhà em đọc ha Ê, em mở mở chị cái bài tiếp theo đi em sao chuột chiếc đâu rồi không thấy đâu trơn